Mày, mày hại con tao rồi. Lại uống thuốc an thần của con lang băm đấy à? Sao hôm nay hung hăng thế? Mày cố ý dùng thằng Vinh đánh lừa bọn biên phòng. Tao nói cho mày biết, đứa con trai độc nhất của tao mà giữa ngậm mồm vào. Không, chính lão là người thế thân cho con trai lão đấy. Tội của nó ấy, đi 3 đến 5 năm là hết đát, vào trong đấy cai nghiện còn thương chán là hơn ở ngoài. Vợ con nó và cả lão nữa, cứ ở ngoài mà sống hưởng thụ đi. Cầm tiền rồi thì ngậm cái mồm vào. Không có việc gì, đừng có đến tìm tao.